À, xin chào cả nhà, xin chào các bạn và các anh chị. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn, với cả nhà cùng về cuốn sách là của Wyckoff. Đây là cuốn sách thứ ba của Wyckoff, về cuốn sách về chiến lược kỹ thuật của Wyckoff là tìm kiếm và theo dõi các cổ phiếu chiến thắng. À, trước hết tôi xin cảm ơn cả nhà, các anh chị, các bạn đã đăng ký kênh, like, share và comment những ý đóng góp ý kiến và chia sẻ đến cộng đồng và các nhà đầu tư mới để giúp các nhà đầu tư mới có thêm những kiến thức bổ ích để xây dựng cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp với cá nhân của mỗi con người và giúp chúng ta đầu tư thành công hơn, hiệu quả hơn trong quá trình đầu tư. À, đầu tiên là phần giới thiệu tại sao bạn phải tìm hiểu cuốn sách này. Một trong phần 3 đầu thế kỷ 20, Richard Wyckoff là một nhà kinh doanh cực kỳ thành công trong lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa. Khi có sự giàu có của mình, ông ấy chuyển từ sự chú ý của mình đến việc tìm hiểu các thị trường tài chính hoạt động và các lực lượng khiến chúng di chuyển. Wyckoff tin rằng thị trường đã tạo ra bởi tâm lý của con người và tất cả những biến động trên thị trường tạo nên những việc nghiên cứu như thể chúng là kết quả hoạt động của con người. Ông ấy gọi đây là thuyết con người tổng hợp. Ông cũng cảm thấy rằng cách tốt nhất để kiếm tiền trên thị trường tài chính là xác định những cổ phiếu nào thu hút được sự quan tâm của giới chuyên môn. Sau đó là sử dụng các chiến lược và kỹ thuật giao dịch và kỹ thuật của mình. Ông ấy sẽ đợi cho đến khi thấy các chuyên gia đã sẵn sàng chuyển cổ phiếu, trái phiếu hoặc là hàng hóa. Đây là thời điểm có một vị trí. Vào thời Wyckoff, các chuyên gia là những nhà đầu tư tài ba như Jack Livermore và James Kenney. Ngày nay chúng ta có quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí cùng các quỹ tài chính khác thể hiện qua giao dịch. Các cầu thủ có thể thay đổi nhưng các chiến lược kỹ thuật của Wyckoff vẫn hoạt động như ngày nay, 100 năm trước đây cũng vậy. Wyckoff là nhà giao dịch chứng khoán đầu tiên đưa ra các nghiên cứu về khối lượng và phân tích thị trường chứng khoán. Ông kết hợp với kiến thức của mình về khối lượng thị trường chứng khoán và các nghiên cứu về do người bạn tốt là Jack Liddell của ông đã phát triển. Quan trọng nhất, các khái niệm của Wyckoff vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay như những gì chúng ta đã làm trong phần 3 đầu thế kỷ 20. Khi ông đang tích cực giao dịch, thực tế là các chiến lược này hoạt động tốt cho đến ngày nay cũng như là cách đây 100 năm là minh chứng cho tính hợp lệ của chúng trong các thị trường khác nhau và luôn thay đổi của chúng ta. Trong khi các giới luật cơ bản không thay đổi, một số cải tiến quan trọng đã được thực hiện đối với các chiến lược và kỹ thuật của Wyckoff. Nhiều cổ phiếu được giới thiệu bởi Robert Ivan là người hiện hữu về thị trường chứng khoán vào những năm 1940 cho đến những năm 1960. Ông Evan đã phát triển chỉ số lạc quan và bi quan. Đây là một chỉ số đúng về khối lượng vì nó xuất hiện trên các chỉ số của các cổ phiếu riêng lẻ trong suốt ngày giao dịch. Ông đã cải tiến về biểu xu hướng được hình thành bởi một sinh viên của Wyckoff vào năm 1930. Được tạo thành bởi công cụ giao dịch quan trọng giúp sinh viên của Wyckoff xác định rõ các điểm bước ngoặt và sức mạnh hoặc là điểm yếu tương đối của cả hai cuộc biểu tình và các phản ứng. Những thứ này cùng với cổ phiếu lãnh đạo tập đoàn là công cụ Wyckoff. Chúng là những chỉ dẫn giúp hướng dẫn sinh viên Wyckoff hướng tới cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và hàng hóa sẵn sàng di chuyển và sau đó chỉ ra các điểm vào và ra phù hợp. Nghiên cứu các khái niệm về nguyên tắc cơ bản của Wyckoff, sau đó hướng dẫn sinh viên tận dụng tối đa bộ ba công cụ của Wyckoff của họ. Nó cũng là bao gồm nhiều bài học mà tôi đã học được trong suốt 40 năm là sinh viên của Wyckoff. Các biểu đồ đi kèm với văn bản và hành động thị trường gần đây, mọi khái niệm đều được hỗ trợ bởi một biểu đồ kèm theo giúp cho đọc và hiểu đánh giá cao về giá trị của những công cụ giao dịch. Không giống như nhiều ấn phẩm có tính chất này, tôi đã không cố gắng tìm ra các biểu đồ hoàn hảo và mô tả nguyên tắc của Wyckoff được nghiên cứu. Trong thế giới thực, những biểu đồ hoàn hảo đó thường không quá hoàn hảo. Tuy nhiên, các nguyên tắc của Wyckoff được thảo luận trong cuốn sách này xuất hiện trên các biểu đồ đường thẳng, điểm
và hình hàng ngày. Nó chỉ đơn giản là vấn đề nghiên cứu từng biểu đồ một cách thông minh, tìm kiếm và xác định các khái niệm nguyên cốc quan trọng này. Nhà đầu tư và giao dịch nguyên cốc thành công không tìm kiếm các chỉ số nguyên cốc được thảo luận trong cuốn sách này và sau đó tự động thực hiện hành động máy móc. Thay vào đó, họ phân tích các chỉ số báo cáo kết hợp với các công cụ nguyên cốc khác và hành động thị trường trước đó. Cuối cùng, họ xem xét các kịch bản thay thế, việc đặt và các lệnh dừng lỗ trước khi thực hiện một vị trí. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là chia sẻ một cách thực dụng hơn cách thức hoạt động của các chiến lược, kỹ thuật của nguyên cốc và quan trọng hơn là các bạn có thể thu lợi từ chúng. Tôi đã học được nhiều bài học này thông qua các thử và sai, kết quả là tôi đã trải qua một chút học phí cho Đại học Phố Wall. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp kiếm tiền tự động dễ dàng trên thị trường chứng khoán, quá nhiều nhà giao dịch dành nhiều thời gian và tiền bạc để cố gắng tìm ra phương pháp dễ dàng cho họ biết khi nào mua và khi nào bán cổ phiếu. Các chiến lược kỹ thuật nguyên cốc chứa đầy các chỉ số quan trọng như mua và bán đỉnh cao, sức mạnh và độ tin cậy, dấu hiệu điểm mạnh, điểm yếu và một số chỉ số. Nếu chúng ta coi như các chỉ số cơ học mà không có sự hiểu biết về cơ bản mối quan hệ giữa cung và cầu của chúng, các cơ hội sẽ mất, thậm chí là tệ hơn. Các chỉ số này đơn giản là các biểu thị chỉ dẫn cho sinh viên nguyên cốc giàu kinh nghiệm biết rằng một số cơ hội tiềm năng đang ở phía trước. Sau đó, sinh viên có trách nhiệm phân tích hoạt động của các cổ phiếu, xem lại mối quan hệ về giá và khối lượng để đảm bảo vị thế hay là không. Sinh viên nguyên cốc có kinh nghiệm sẽ sử dụng các tiêu chí thiết lập về bảng vị trí, điểm kiểm tra, điểm mua và điểm bán và các công cụ nguyên cốc khác để xác định xem nó đang chọn một vị trí hay là không. Họ cũng đang phát triển một kế hoạch về hành động giao dịch khoảng tóm tắt bao gồm: thứ nhất là tại sao vị trí lại được thực hiện và những gì cổ phiếu sẽ làm trong tương lai. Thứ hai là một khu vực mục tiêu nơi giao dịch thành công có thể được kết thúc và thu lại lợi nhuận. Thứ ba là một mức giá cụ thể mà nhà giao dịch sẽ được đóng lại và cổ phiếu không hoạt động như hy vọng. Giao dịch trên thị trường chứng khoán là công việc khó khăn. Thị trường chứng khoán là một tình nhân tàn nhẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để kiếm được tiền và không cam kết dành thời gian cho việc nghiên cứu và phân tích thêm, thì cuốn sách này không dành cho bạn. Tiếp theo là chương 1 là phân tích các khái niệm cơ bản về thị trường. Thị trường tài chính dường như là một khối hoạt động vô tổ chức và không kiểm soát của các hoạt động dường như là không liên quan. Thông thường, các chuyên gia sẽ đưa ra lý do tại sao thị trường tăng hoặc là phản ứng. Đôi khi là lời giải thích được đưa ra cho một cuộc biểu tình của thị trường xuất hiện một vài tuần sau đó để biện minh cho một phản ứng. Tuy nhiên, bên trong các biến động dường như là ngẫu nhiên này có một cố logic của sự hỗn loạn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát khỏi tình trạng lộn xộn? Câu trả lời nằm trong khái niệm cơ bản, bản chất và tất cả các khái niệm giao dịch. Thị trường chứng khoán là pháo đài vĩ đại cuối cùng của chủ nghĩa tư bản của thị trường tự do. Nó chỉ hoạt động dựa trên các quy tắc cung và cầu. Khi số lượng cổ phiếu được mua nhiều hơn với số lượng cổ phiếu bán ra, thị trường chứng khoán sẽ đi lên. Khi số lượng cổ phiếu được bán ra nhiều hơn so với số lượng cổ phiếu mua vào, thị trường chứng khoán sẽ đi xuống. Cuộc chiến giữa cung và cầu diễn ra từng giây, từng phút trên thị trường. Mọi biến động của thị trường đều bao gồm một loạt các biến động nhỏ hơn. Do đó, dựa trên mối quan hệ giữa giá và khối lượng liên quan của nó, những động thái nhỏ hơn này diễn ra trong suốt quá trình giao dịch, chúng ta gọi là sóng. Đó là bởi vì chúng ta nổi lên và hạ xuống. Giống như những con tàu phá vỡ đại dương xinh đẹp, giống như sóng biển, những biến động của thị trường có những lực lượng tiềm ẩn mạnh mẽ, biến những khối có vẻ yên tĩnh thành thanh bình, thành những gã khổng lồ mạnh mẽ và có thể thay đổi giao dịch một cách rõ ràng và không thể thay đổi hoàn cảnh. Bí quyết để giao dịch trên thị trường chứng khoán là học cách quan sát các biến động của sóng nhỏ và hiểu mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Kiến thức này giúp cho nhà giao dịch chuẩn bị các động thái trong tương lai theo cả hai hướng.
các nhà giao dịch chứng khoán thành công kết hợp sự hiểu biết về cơ bản đó và các chiến lược và kỹ thuật của Wyckoff để hiểu rõ hơn về cách thị trường và các cổ phiếu riêng lẻ đang hoạt động như thế nào và quan trọng hơn là chúng nó thể hoạt động như thế nào trong tương lai. Wyckoff là chỉ số thị trường được hầu hết các sinh viên Wyckoff lựa chọn. Cùng với biểu đồ xu hướng, chúng là những công cụ cực kỳ quan trọng giúp phân tích và hành động của thị trường. Họ cung cấp một gói toàn diện được thiết kế giúp họ và các nhà giao dịch đưa ra kết luận có trách nhiệm về những giá trị thị trường đang làm và tại sao. Sau đó giúp cho sinh viên của Wyckoff dự đoán được điều gì xảy ra trong tương lai gần và trung hạn hoặc là dài hạn. Tại sao những công cụ này lại đặc biệt và độc đáo? Bởi vì không giống như các chỉ báo khác, công cụ của Wyckoff đi sâu vào hành động của thị trường và kiểm tra các mối quan hệ về giá và khối lượng của mỗi sóng trong ngày. Dự kiến kết quả cung cấp các mối quan trọng khiến được sử dụng một cách đúng có thể giúp hiểu được những gì đối với nhiều người dường như là hoạt động của thị trường vô tổ chức. Thị trường chứng khoán phục hồi và phản ứng trong suốt mỗi ngày giao dịch. Những biến động lên xuống nhỏ này cần được theo dõi và giám sát. Những dao động này được gọi là sóng trong ngày. Theo dõi về khối lượng của từng con sóng trong ngày là cực kỳ quan trọng. Nhiều nhà phân tích thị trường tin rằng nếu một cổ phiếu gia tăng trong ngày và tất cả các khối lượng được phân loại là nhu cầu hoặc là khối lượng tăng, ngược lại tất cả các phản ứng bao gồm giảm khối lượng, Wyckoff nhận ra rằng điều này là không chính xác. Một số cổ phiếu có thể tăng giá, nhưng phần lớn khối lượng tăng thực sự thể hiện là nguồn cung. Nếu một số cổ phiếu phản ứng với một khối lượng giảm và có thể là nhu cầu, khối lượng trong ngày cung cấp dữ liệu quan trọng bao gồm xác định các xu hướng. Xác định xu hướng bao gồm các chỉ số lạc quan và bi quan, kỹ thuật kế và chỉ số lực. Các chỉ số quan trọng này được gọi là công cụ của Wyckoff. Ngay cả khi thông tin trong ngày không sẵn sàng, khối lượng cuối cùng có thể cung cấp manh mối để xác định lượng cầu hoặc là lượng cung hiện trong có trong chứng khoán hoặc là chỉ số. Cầu được coi là hiện hữu nếu có một cổ phiếu tăng do chênh lệch giá và khối lượng tăng, hoặc là phản ứng khi chênh lệch giá giảm và khối lượng tăng. Nguồn cung hiện diện nếu một cổ phiếu phản ứng khi chênh lệch giá tăng và khối lượng tăng, hoặc là phục hồi khi chênh lệch giá giảm và khối lượng tăng. Nếu một cổ phiếu tăng do chênh lệch giá giảm và khối lượng giảm, nó được coi là thiếu cầu. Ngoài ra còn có nhu cầu về phản ứng làm tăng chênh lệch giá, nhưng giảm về volume, về khối lượng. Cuối cùng, nếu một cổ phiếu phản ứng về mức chênh lệch giá giảm và khối lượng giảm, nó được coi là thiếu nguồn cung. Nguồn cung cũng thiếu, cổ phiếu tăng do chênh lệch giữa giá tăng nhưng giảm về khối lượng. Và tiếp theo là hỗ trợ và kháng cự là dẫn đến một thị trường. Wyckoff hiểu rằng quy luật cơ bản giữa cung và cầu điều chỉnh tất cả những thay đổi về giá cả, mà chúng chỉ báo tốt nhất về hướng tương lai của một cổ phiếu hoặc là chỉ số cụ thể. Khái niệm tăng giá khi cầu vượt cung và hạ giá khi cung vượt cầu là phổ biến. Nó không chỉ được tìm thấy trên thị trường chứng khoán mà còn ở hàng hóa, bất động sản, lao động và mọi thứ khác có giá trị về tiền tệ. Ở Wyckoff càng tìm hiểu về thị trường chứng khoán, ông càng nhận ra rằng các hành động giá của các cổ phiếu phơi bày kế hoạch và mục đích của những kẻ thống trị thị trường hoặc là thuận lợi lớn trong các cổ phiếu đó. Thị trường chứng khoán chỉ ra hướng tương lai của nó bằng những hành động hiện tại của nó. Thị trường chứng khoán là kho lưu trữ khổng lồ, hàng nghìn bit và các mẫu thông tin linh tinh. Đây có thể là các mục tin tức, tin đồn, thủ thuật chứng khoán, thậm chí là những suy đoán linh cảm. Chúng lan truyền tới các báo chí, các cuộc nói chuyện qua điện thoại, email hoặc là internet. Phần lớn các mẫu tin này có tác động đến các nhà giao dịch và các nhà đầu tư đưa ra những quyết định mua và bán. Bất cứ khi nào nhà giao dịch mua cổ phiếu hoặc bán, không hoặc là giao dịch tạo ra các tác động nhỏ đến thị trường tổng thể, mức tác động phụ thuộc vào quy mô của giao dịch. Giao dịch càng lớn, nó càng có nhiều tác động đến cổ phiếu.
giao dịch 100 cổ phiếu hoặc một lô lẻ ít hơn, ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Giao dịch 10.000 hoặc 20.000 cổ phiếu thu hút sự chú ý của mọi người và có thể tác động ngay lập tức đến giá cổ phiếu. Ví dụ một người muốn mua 20.000 cổ phiếu của một loại cổ phiếu nhất định nhưng chỉ có 10.000 cổ phiếu sẵn sàng trong phạm vi là từ 3 đến 5 điểm của lệnh. Trong trường hợp này, để hoàn thành giao dịch thêm 10.000 cổ phiếu đó sẽ phải mua với giá cao hơn. Nguồn cung sẵn có không thể đáp ứng được nhu cầu do việc mua hàng tạo ra, điều này khiến cho giá tăng lên. Ngược lại, nếu 20.000 cổ phiếu có sẵn, giao dịch sẽ hoàn tất, không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều tương tự cũng xảy ra khi bán khống một lượng hàng hóa tồn kho. Nguyên gốc hiểu rằng kế hoạch của những nhà khai thác lớn này có thể được nhìn thấy trên băng giấy. Anh ta có thể thấy sự háo hức hoặc là lo lắng trong các giao dịch cá nhân cũng như thể hiện sự đo lường, nỗ lực đằng sau việc mua hoặc bán. Lực lượng này thể hiện rõ qua số lượng cổ phiếu trong mỗi giao dịch. Điều này cũng giúp cho nguyên gốc hiểu được đằng sau hành động của thị trường của một cổ phiếu là: thứ nhất là mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Thứ hai là để ép giá lên hoặc đánh dấu xuống giá. Thứ ba là để ngăn cản việc mua hoặc bán của các thương nhân hoặc là các nhà đầu tư khác. Mỗi giao dịch là bằng chứng, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể hiểu được sự kiện nhỏ, nhưng các giao dịch hoặc là tổ chức chi phối đã khó che giấu được ý định của họ ra khỏi băng ghi hoặc là ngày nay từ dữ liệu thời gian thực có sẵn trên Internet. Nguyên gốc tin rằng các sự kiện trong tương lai có thể được nhìn thấy ở trên băng ghi bởi vì những lợi ích lớn này tiết lộ dự đoán của họ về khoản tăng hoặc giảm, về số lượng và thời điểm họ mua, số lượng và thời điểm họ bán. Các chiến lược và kỹ thuật của Nguyên gốc và các nhà giao dịch học cách nhận ra những gì nằm trong tâm trí của những mối quan tâm lo lớn hơn. Và tiếp theo là chương 2 là những chỉ số thị trường. Bước đầu tiên phong trong bất cứ phân tích thị trường nào là xác định các xu hướng hiện tại, dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, vị trí thị trường hiện tại và hướng đi có thể xảy ra trong tương lai của nó. Các xu hướng được tạo ra khi lực cung và cầu dằn co kéo nhau trong suốt giao dịch. Kết quả là các áp lực bán và mua tạo ra sự thay đổi về giá của các khoản chứng khoán riêng lẻ. Những biến động giá này tạo nên xu hướng chung của thị trường. Kết hợp với các biến động giá ở mọi cổ phiếu trên sàn giao dịch, nó cũng không phải là cách tốt nhất để đánh giá thị trường. Một nhà kinh doanh giỏi cần phải có lợi thế, và lợi thế đó được tạo ra bằng cách sử dụng các chỉ số bao gồm các nhà lãnh đạo thị trường từ các nhóm ngành quan trọng. Các nhà lãnh đạo này sẽ không chỉ tham gia vào các hầu hết các động thái của thị trường. Nguyên gốc World chỉ là một chỉ số như vậy, nó không đơn giản là chỉ số trung bình của giá cổ phiếu mà là còn chỉ số gia truyền của 12 cổ phiếu quan trọng hàng đầu của thị trường. Các nhà lãnh đạo trong ngành tương ứng của họ, họ còn được gọi là cổ phiếu lãnh đạo, nhóm hoặc là hiện tại là các cổ phiếu tạo nên làn sóng của nguyên gốc và giá trị quan trọng chỉ số như sau. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để thấy rõ hơn về các chỉ số. Không giống như các chỉ số khác, nguyên gốc World không ghi được tính toán một cách đơn giản, nó cũng được giám sát chặt chẽ. Trong suốt thời gian giao dịch, các cổ phiếu này tăng và phản ứng. Dựa trên một số công thức cụ thể, những dao động này tạo ra các sóng trong ngày, cao và thấp và đóng cửa của các ngày được lấy từ các sóng trong ngày này, tùy thuộc vào cường độ của cuộc chiến giữa cung và cầu. Nguyên gốc World có thể thể hiện tạo ra từ 8 đến 30 sóng riêng lẻ hoặc là trong ngày. Tiếp theo là nhóm những cổ phiếu leader của thị trường. Thị trường không di chuyển hài hòa hoặc như là một lực duy nhất, thay vào đó nó là một hỗn hợp của nhiều vấn đề khác nhau. Mỗi vấn đề được độc lập và ở những vấn đề khác nhau họ phản ứng riêng và các lực cung và cầu. Chúng tôi đã biết rằng cổ phiếu trong nhóm ngành cụ thể có xu hướng di chuyển hài hòa với nhau. Họ có thể dẫn đầu hoặc là theo dõi các chỉ số thị trường chung.
Vì một trong những nhóm ngành này đang trong quá trình di chuyển, một nhóm khác có thể mới bắt đầu trong giai đoạn đánh dấu hoặc là giảm giá. Thị trường tăng giá là kết quả của sự tham gia của các nhóm ngành này. Mỗi nhóm vận động vào thời điểm riêng và có mục tiêu riêng. Hiện tại này được gọi là chuyển động quay. Luân chuyển nhóm ngành là một công cụ quan trọng trong nghệ thuật lựa chọn cổ phiếu. Các cổ phiếu dẫn đầu của nhóm và các giao dịch nguyên gốc lựa chọn là những cổ phiếu có vị trí bắt đầu của một động thái quan trọng. Nguyên gốc qua được tạo thành bởi các cổ phiếu từ 12 nhóm ngành quan trọng. Đó là hàng không vũ trụ, ô tô, hóa chất, truyền thông, hàng tiêu dùng, năng lượng, tài chính, chăm sóc sức khỏe, thiết bị công nghiệp, sản xuất và công nghệ và vận tải. Tất cả các cổ phiếu lãnh đạo trong nhóm cổ phiếu của Nguyên Gốc Quơ được liệt kê bên dưới cùng với các ngành liên quan của chúng. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Tiếp theo là chương 3 là sử dụng các đồ thị chart. Phân tích thị trường của Nguyên Gốc sử dụng 3 loại biểu đồ. Biểu đồ đường đọc cho chúng ta thấy được cổ phiếu đang tăng hoặc giảm giá như thế nào. Nó có thể được trình bày dưới dạng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Biểu đồ đường là một dạng biểu đồ đường thẳng đứng. Nó thường được sử dụng để phân tích trong ngày, mặc dù đôi khi người ta có thể tìm các chỉ báo của Nguyên Gốc như các điểm spin, điểm uptrend, hoặc là mục đích chính là xác định các cung và cầu trên thị trường. Điều đó cũng có tác động như thế nào đến các điểm quay đầu trong ngày, cũng như các kháng cự và hỗ trợ của các chỉ số của hoặc là của cổ phiếu. Biểu đồ điểm và hình xác định nguyên nhân và giúp cho học sinh của Nguyên Gốc xác định được các mục tiêu, tác động và nguyên nhân. Hãy thảo luận chi tiết điều này. Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về các loại biểu đồ này là một phần quan trọng trong phân tích thị trường của Nguyên Gốc. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để hiểu rõ hơn về các chỉ báo. Biểu đồ đường thẳng đứng là linh hồn của cổ phiếu. Các biểu đồ này giúp chúng ta xác định đặc điểm và hướng đi tiềm năng của cổ phiếu. Họ làm điều này bằng cách giúp chúng tôi xác định lượng cung và cầu hiện tại bất cứ thời điểm cụ thể nào. Các biểu đồ này giúp chúng tôi xác định phạm vi và xu hướng giao dịch. Chúng cũng có thể giúp cho xác định khi nào một cổ phiếu đang chuẩn bị thay đổi xu hướng hoặc là khi nào cổ phiếu bắt đầu thay đổi tính cách. Biểu đồ đường dọc không chỉ đơn giản là các đường thẳng đứng mà còn các đường ngang nhỏ chỉ xác định giá mở cửa và đóng cửa trong ngày. Bằng cách phân tích chênh lệch giá và khối lượng từ ngày này sang ngày khác và từ tuần này sang tuần khác, sinh viên Nguyên Gốc có thể phân tích vị thế để xác định một số cổ xác định khi nào vào hoặc là ra trong quá trình giao dịch. Mặc dù phần lớn cuốn sách này là phần chiến lược và cách đọc, phân tích các biểu đồ dọc và những điều quan trọng là phải có những thay đổi tinh tế xuất hiện hàng ngày. Những điều này giúp cho tôi xác định sự hiện diện tiếp tục. Những điều này giúp cho tôi xác định sự hiện diện tiếp tục của cả cung và cầu. Các hướng dẫn sau đây rất hữu ích trong việc so sánh hoạt động và biểu đồ thẳng đứng trong ngày so với lượng cung và lượng cầu của một cổ phiếu hoặc tại một thời điểm cụ thể. Các nguyên tắc này được đánh dấu trên biểu đồ. Biểu đồ của Nguyên Gốc Quơ. Nếu một cổ phiếu phục hồi có mức chênh lệch giá rộng và khối lượng lớn hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy sự thể hiện của nhu cầu là điểm số 1. Các bạn có thể nhìn trên màn hình là điểm số 1. Nếu một cổ phiếu phục hồi và mức chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng thấp hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy sự thiếu hụt của nhu cầu là điểm 2. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu phục hồi có mức chênh lệch giá rộng hơn và khối lượng thấp hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy thiếu nguồn cung, điểm 3. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu phục hồi và có mức chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng lớn hơn, điều đó cho thấy sự hiện diện của nguồn cung, điểm 4. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu phản ứng và có mức chênh lệch giá rộng hơn, khối lượng lớn hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy sự hiện diện của nguồn cung là điểm số 5 ở trên màn hình. Nếu một cổ phiếu phản ứng có mức chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng thấp hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy thiếu nguồn cung và điểm số 6. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu phản ứng với mức chênh lệch giá rộng hơn,
khối lượng thấp hơn ngày hôm trước. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt nguồn cầu. Ở điểm số 7, các bạn nhìn trên màn hình. Và nếu một cổ phiếu phản ứng với mức chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng cao hơn ngày hôm trước, điều đó cho thấy sự hiện diện của cung nhu cầu. Ở điểm số 8, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Các nguyên tắc mà thay đổi khi một cổ phiếu bắt đầu ngày giao dịch di chuyển theo một hướng, sau đó động thái này được bị dừng lại và cổ phiếu đảo ngược xu hướng phần còn lại của một giao dịch. Khi điều này xảy ra, nó được coi là một thất bại trong ngày. Thất bại trong ngày có thể là mặt tăng hoặc là giảm. Điều quan trọng là phải hiểu rằng các lỗ hổng không được bao gồm các lỗi trong ngày theo cả hai hướng. Các nguyên tắc này được đánh dấu trên biểu đồ số 2 của IBM. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để hiểu rõ hơn về biểu đồ. Nếu một cổ phiếu bắt đầu tăng giá cao hơn, sau đó phản ứng và đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước với mức giá chênh lệch giá rộng và khối lượng tăng, điều đó cho thấy sự hiện diện của nguồn cung, là điểm 1, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu bắt đầu tăng giá cao hơn, sau đó phản ứng đóng cửa thấp hơn ngày hôm trước với mức chênh lệch hẹp hơn và khối lượng tăng, điều đó cho thấy sự hiện diện của nhu cầu. Ở điểm 2, các bạn có thể nhìn điểm 2 trên màn hình. Nếu một cổ phiếu bắt đầu tăng giá cao hơn và sau đó phản ứng và đóng cửa thấp hơn do với chênh lệch giá rộng và khối lượng giảm, điều đó cho thấy thiếu nguồn cung. Ở điểm số 3, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Nếu một cổ phiếu bắt đầu tăng giá cao hơn và sau đó phản ứng và đóng cửa thấp hơn do chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng giảm, điều đó cho thấy thiếu hụt nhu cầu. Ở điểm số 4, các bạn có thể nhìn trên điểm số 4. Nếu một cổ phiếu bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, sau đó phục hồi và đóng cửa cao hơn ngày hôm trước với sự chênh lệch rộng hơn và khối lượng tăng, điều đó cho thấy sự hiện diện của nhu cầu. Điểm số 5, các bạn có thể nhìn trên màn hình, điểm số 5. Nếu một cổ phiếu bắt đầu giảm, sau đó phục hồi và đóng cửa cao hơn ngày hôm trước với mức chênh lệch giá hẹp hơn và khối lượng tăng, điều đó cho thấy sự hiện diện của nguồn cung. Ở điểm số 6, các bạn có thể nhìn điểm số 6 trên màn hình. Nếu một cổ phiếu bắt đầu giảm, sau đó phục hồi và đóng cửa cao hơn ngày hôm trước với mức chênh lệch giá rộng hơn và khối lượng giảm, điều đó cho thấy điểm này là thiếu cầu. Ở điểm số 7, các bạn có thể nhìn điểm số 7 là điểm thiếu cầu. Nếu một cổ phiếu bắt đầu giảm, sau đó phục hồi đóng cửa cao hơn ngày hôm trước và mức chênh lệch hẹp hơn và khối lượng giảm, điều đó cho thấy thiếu nguồn cung. Các điểm số 8, các bạn có thể nhìn trên điểm số 8 là thiếu nguồn cung. Phân tích này giúp xác định lượng cung và cầu trên thị trường hoặc là một loại cổ phiếu cụ thể. Nó giúp xác định các dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Việc theo dõi cung và cầu cũng rất quan trọng trong một số cổ phiếu hoặc là chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự và hỗ trợ. Chúng phát huy tác dụng khi một chỉ số hoặc là một cổ phiếu tiếp cận các điểm hỗ trợ hoặc là kháng cự trong phạm vi giao dịch hoặc là trong các kênh xu hướng. Cung và cầu cần được theo dõi khi tiếp cận có cả hai đường cung và đường hỗ trợ trong xu hướng. Những khái niệm này sẽ được đề cập chi tiết ở phần sau của cuốn sách này. Tiếp theo, các bạn có thể nhìn trên màn hình đồ thị chart hình số 3 và số 4. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Tiếp theo là điểm và hình ảnh của đồ thị chart. Biểu đồ điểm và hình đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Mục đích chính của họ là cung cấp một dấu hiệu tốt về mức độ mà một cổ phiếu sẽ tăng phản ứng khi nó tiến tới mục tiêu của nó. Các biểu đồ này dựa trên các quy luật nhân quả. Các quy tắc này nói rằng kết quả là hiệu quả của một nước đi sẽ tỷ lệ thuận với lượng tích lũy hoặc là phân phối được phát triển trong giai đoạn chuẩn bị, gọi là nguyên nhân. Giá trị của đồ thị điểm và hình tương tự như việc xây một tòa nhà chọc trời, móng càng rộng và có thể thi công được nhiều tầng, và điều này làm tăng chiều cao của tòa nhà. Khu vực tích lũy hay là phân phối càng rộng thì mục tiêu tiềm tình dự kiến ngày còn cao hoặc là thấp hơn theo phản ứng.
Để xác định điều này đang xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, phải phân tích nguyên nhân. Đây là một chức năng của biểu đồ đường thẳng đứng, biểu đồ điểm và hình cho chúng ta biết các cổ phiếu đang làm gì, chứ không phải tại sao cổ phiếu lại làm như vậy. Biểu đồ đường dọc giúp chúng ta tìm hiểu vị trí và báo hiệu hướng và thời điểm di chuyển tiếp theo của cổ phiếu khi họ thực hiện công việc của mình, có thể tính theo chiều ngang trên biểu đồ điểm và hình. Sau đó số lượng theo chiều ngang được chuyển sang một đường mục tiêu dọc và chúng ta biết một số cổ phiếu dự kiến di chuyển bao xa. Việc phối hợp biểu đồ đường thẳng đứng với biểu đồ điểm và biểu đồ hình là vô cùng quan trọng. Hướng dẫn về vị trí đếm được và tìm thấy trong hướng dẫn đếm được phát triển bởi Viện Thị trường Chứng khoán HMI. Hướng dẫn đếm chỉ đơn giản nói rằng sau khi tích lũy xong, khi nhìn thấy dấu hiệu sức mạnh, hãy xác định điểm hỗ trợ cuối cùng và phản ứng ngồi dấu hiệu sức mạnh và đếm từ phải sang trái. Khi một cổ phiếu đang phân phối, thủ tục giống nhau, chỉ khác với điều khoản là sau khi phân phối xong, khi thấy dấu hiệu điểm yếu, xác định điểm hỗ trợ cuối cùng trên cục tập hợp ngồi dấu hiệu điểm yếu và đếm từ phải sang trái. Chỉ vì cổ phiếu có cơ sở rộng không có nghĩa là toàn bộ mục tiêu và sẽ tự động đạt được. Nó cũng không có nghĩa là toàn bộ khu vực cơ sở và tính tụ hoặc là phân phối. Cơ sở trên được chia thành các giai đoạn, số lượng và các mục tiêu tiềm năng phải đạt được theo giai đoạn. Nghiên cứu sau đây của Unipacific trên biểu đồ số 3 xem xét điều này chi tiết hơn. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để hiểu rõ hơn điều này. Trên biểu đồ hình 1, điểm của Union Pacific là UNP có cơ sở tích lũy bao gồm 5 giai đoạn. Mặc dù bạn có thể không quen với tất cả các thuật ngữ, nhưng tóm tôi đề cập chi tiết ở phần sau của cuốn sách này. Cổ phiếu UNP đã đi qua hỗ trợ sơ bộ tại điểm A và đỉnh bán tại điểm C, sau đó nó phục hồi đến điểm D và đi ngang trong một phạm vi giao dịch tích lũy có thể hoạt động và kết thúc dạng điểm G sau đến điểm H. Cổ phiếu UNP đã phản ứng để kiểm tra và bài kiểm tra có chất lượng kém. Điều này đã loại bỏ điểm R là hành động kết thúc và phủ định điểm spin. Đường hỗ trợ và kênh xu hướng tăng này được vẽ qua điểm K và M, với một đường cung song song được vẽ qua điểm L, sóng của Wyckoff xe sau đó tăng lên 103.8 đô la tại điểm N. Mức giá này chỉ là các mục tiêu tối đa của giai đoạn 1 là 0.2 đô la. Lưu ý rằng cổ phiếu UNP không thể tiếp cận đường cung của kênh giá xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu cảnh báo rằng là có thể gặp những khó khăn hoặc là ít nhất là tạm dừng đi hoặc là đi ngang. Và các giai đoạn ngắn các giai đoạn giao dịch ngắn hạn nên đóng các vị thế của mình và tận hưởng lợi nhuận từ 10 đến 13 điểm. Tín hiệu thận trọng được xác nhận khi cổ phiếu UNP phản ứng với điểm O và sau đó tăng lên điểm P. Bởi vì cổ phiếu UNP không thể quay lại kênh xu hướng tăng của nó, xu hướng đã bị phá vỡ và các nhà giao dịch ngắn hạn không thể thoát ra khỏi khu vực điểm N, có một cơ hội cuối cùng để đóng giao dịch và hưởng lợi nhuận. Bây giờ chúng ta đã quay lại điểm đồ thị điểm và hình đã tạo ra mục tiêu cho giai đoạn thứ hai. Để làm điều đó, chúng tôi phải cần thêm ở pha 2 là 17 điểm và pha 1 là 15 điểm. Điều này cho chúng tôi tổng số điểm là 32 và các mục tiêu như sau. Thứ nhất là từ điểm hỗ trợ cuối cùng của điểm M ở mức là 89 đô, mục tiêu là 121 đô. Thứ hai là từ mức thấp nhất tại điểm K ở mức 78 đô và mục tiêu là 110 đô. Thứ ba là từ điểm nửa chừng ở mức 84 đô la, mục tiêu là 116 đô la. Và cổ phiếu UNB sau đó phục hồi và đạt đến 117.4 đô la tại điểm T. Bây giờ chúng ta có thể vẽ một kênh xu hướng tăng với đường hỗ trợ qua điểm Q và điểm X.
một đường cong song song được vẽ qua điểm R. Việc di chuyển từ điểm N sang điểm S cho thấy rằng cổ phiếu UNP đang trải qua một số quá trình tái tích lũy, do đó chúng ta nên tìm số để xác nhận số điểm này có thể được tính từ điểm S đến điểm Q. Đó là tổng số 17 điểm với các mục tiêu là từ 113 đô đến 115 đô. Điều này giúp thu hẹp là khu vực của mục tiêu. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để hiểu rõ hơn điều này. Khi cổ phiếu UNP đã tăng điểm đến điểm T, nó chuyển sang vị trí quá mua so với điểm xu hướng tăng mới. Các vị trí mua quá mức cần được đưa ra và điều này khiến cho cổ phiếu UNP dễ bị phản ứng và đưa ra một số cơ hội khác để đóng giao dịch và chờ chốt lời. Lưu ý rằng cổ phiếu UNP đã không đạt được mục tiêu tối đa của nó. Điều này không có gì lạ, do đó điều cực kỳ quan trọng là theo dõi các vị thế hiện tại và khi đạt đến số lượng ở trung gian hoặc là tìm các dấu hiệu để bạn đóng vị thế. Đây là cách xác nhận số lượng có thể xác thực và giúp xác định khu vực mục tiêu tốt hơn. Cổ phiếu này là một ví dụ về một nhà giao dịch nguyên cốc có thể kiếm được lợi nhuận xuất sắc mặc dù cổ phiếu không đạt được mục tiêu tối đa. Các bạn có thể nhìn trên màn hình để quan sát rõ hơn điều này. Tiếp theo là biểu đồ hình chart line, biểu đồ đường trong ngày giúp xác định các biến động nhỏ và có thể khởi đầu cho một phản ứng quan trọng hơn. Khi phân tích chúng, điều quan trọng nhất là các xu hướng trong ngày dao động từ vài giờ đến vài ngày. Một sự thay đổi trong ngày về xu hướng không nhất thiết có nghĩa là một chỉ số hoặc là một cổ phiếu sẽ tuân theo. Công dụng quan trọng nhất của chúng ta là xử lý bất kỳ những thay đổi nào trong cung và cầu đến một chỉ số hoặc là một cổ phiếu. Ở biểu đồ 2A trên đồ thị trong ngày của sóng nguyên cốc, nó chứa hai kênh xu hướng tăng trong ngày và một kênh xu hướng giảm trong ngày. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Kênh xu hướng tăng đầu tiên kết thúc tại điểm H và lưu ý rằng có một số nguồn cung đã tham gia vào thị trường do phản ứng từ điểm F và điểm G. Sau đó sự phục hồi ở điểm H không thể tiếp cận được đường cung và kênh xu hướng tăng trong ngày. Hai dấu hiệu này gợi sự thay đổi về mặt đặc tính và nguyên cốc quơ đã phản ứng trở lại với điểm O. Điểm này khiến cho kênh xu hướng giảm trong ngày mới vẽ bằng tô màu đỏ. Lưu ý rằng phản ứng đối với điểm M không thể tiếp cận đường hỗ trợ của kênh xu hướng giảm mới, sau đó đến điểm N di chuyển qua nhẹ qua đường cung. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng này đang bị đe dọa. Điều quan trọng không kém là nguồn cung cạn kiệt khi phản ứng ở điểm Y. Đợt sóng kéo dài một ngày và kéo dài trong ngày về phía giảm điểm thực sự là một lỗ hổng. Phần này của phản ứng là do chênh lệch giá và khối lượng giảm cho thấy nguồn cung đang cạn kiệt. Xu hướng đã bị phá vỡ tại điểm O và sóng của nguyên cốc phục hồi đến điểm V. Sau đó nó lại suy yếu kênh xu hướng tăng khi phản ứng với điểm V đúp. Kênh đã bị phá vỡ trên một đợt tăng giá thành điểm X và sóng của nguyên cốc phản ứng tại điểm Y. Nó hiện đang có một đợt phục hồi chất lượng kém khi nó đi kiểm tra lại mức cao nhất tại điểm H và sóng nguyên cốc sẽ gặp khó khăn khi quay lại kênh xu hướng và tăng trong ngày của nó. Điều này cho thấy sóng nguyên cốc sẽ không thể hiện sự di chuyển qua điểm H và bắt đầu phản ứng. Phản ứng có cơ hội tốt để kiểm tra lại mức thấp trở lại điểm O. Sau đó thông tin thu thập từ biểu đồ trong ngày và được áp dụng cho phân tích rộng rãi được tìm thấy trên biểu đồ thẳng đứng. Thông thường nó cung cấp những cảnh báo ban đầu tuyệt vời về những thay đổi trên thị trường. Tiếp theo các bạn có thể nhìn trên màn hình. Rồi tiếp theo là chương 4 là tìm người chiến thắng. Sinh viên nguyên cốc luôn cố gắng lựa chọn những cơ hội có triển vọng nhất. Đây là những cổ phiếu có khả năng di chuyển sớm nhất và xa nhất và nhanh nhất. Nơi đầu tiên để tìm kiếm những cổ phiếu này là các nhóm ngành mạnh hơn thị trường khi thị trường tăng điểm hoặc yếu hơn thị trường trong quá trình phản ứng. Chứng khoán, những ngành nhóm ngành lãnh chủ chốt của nguyên cốc quơ là một cách tuyệt vời để xác định sức mạnh và điểm yếu tương đối của nhóm khi nó được so sánh với sóng của nguyên cốc. Trên bảng xếp hạng ở số 4, nguyên cốc quơ được so sánh với nhóm ngành hàng tiêu dùng sử dụng Walmart là VWTM đang là trưởng nhóm. Nó là ví dụ
Walmart được thể hiện dưới dạng biểu đồ hình thanh và Winkoker được trình bày dưới dạng biểu đồ đường. Các bạn có thể nhìn trên biểu đồ hình thanh và biểu đồ hình đường ở trên màn hình. Vào tháng 4 năm 2012, Walmart đã phản ứng với điểm A, đặc biệt là toàn bộ phạm vi giao dịch không được hiển thị trên đồ thị này. Điểm A là một điểm tốt. Điều này đã kết thúc phạm vi giao dịch bắt đầu vào tháng 2 năm 2012. Phản ứng với điểm spin trong một thời gian ngắn khiến cổ phiếu Walmart của sóng Winkoker là yếu, sức mạnh tương đối của nó thay đổi đến điểm B khi cổ phiếu Walmart di chuyển vào vùng cao hơn và Winkoker không thể theo đuổi kịp. Cổ phiếu Walmart tiếp tục mạnh hơn sau đó và Winkoker khi đã tập hợp được tại điểm C. Sau đó sức mạnh tương đối bắt đầu thay đổi, phản ứng sau điểm C yếu hơn và sau đó phản ứng với sóng của Winkoker Walmart sau đó đã tập hợp tại điểm D. Nhưng không thể tiến vào vùng cao mới, sóng Winkoker đã di chuyển đến vùng cao mới nhưng nó đã không thể duy trì được sức mạnh tương đối của nó khi di chuyển đến điểm E. Vào đầu tháng 10 năm 2012, Walmart đã đạt mức cao chỉ hơn là 77 đô la cho mỗi cổ phiếu. Sau đó, phản ứng di chuyển lên một bên và các sinh viên Winkoker đã chọn cổ phiếu trong nhóm hàng tiêu dùng. Và đầu mùa hè năm 2012 đã được hưởng một số lợi nhuận. Vào đầu mùa hè năm 2012 đã hưởng một số lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Và ngược lại, biểu đồ số 5 cho thấy cổ phiếu CAT, cổ phiếu dẫn đầu trong tập đoàn thiết bị công nghiệp, cho thấy điểm yếu tương đối khi so sánh với Winkoker được thể hiện trong biểu đồ thanh. Sóng của Winkoker được trình bày dưới dạng biểu đồ đường. Vào cuối tháng 1 năm 2012, cổ phiếu đã tập hợp lại điểm A một thời gian ngắn trong phản ứng tại điểm B và sau đó tiếp tục đến điểm C. Tại điểm thời điểm này, cổ phiếu này đã mạnh hơn một chút so với Winkoker. Và cổ phiếu CAT sau đó đã phản ứng với điểm D. Lưu ý rằng điểm D được nằm trong sự phản ứng trước đó của điểm B. Tuy nhiên Winkoker thấp hơn một chút và cổ phiếu này vẫn mạnh hơn Winkoker. Điều này thay đổi trên một điểm E. Điểm E của cổ phiếu này thấp hơn điểm C. Tuy nhiên điểm E về cơ bản là cao hơn đáng kể so với điểm C của Winkoker. Đây là dấu hiệu quan trọng đầu tiên của chúng tôi về cổ phiếu này đang trải qua một sự thay đổi về tính cách khi so sánh với Winkoker. Cổ phiếu CAT đã hoàn thành mẫu hình vai đầu vai, đầu là điểm C và vai là điểm A và E, đều kiểm tra cho thấy có thể đếm được 31 điểm trên biểu đồ điểm và hình của cổ phiếu CAT dọc theo đường là 114 đô la. Sau đó cổ phiếu này di chuyển xuống điểm D và khi phản ứng với điểm F, sóng của Winkoker giữ ở điểm D. Điều này tiếp tục khẳng định điểm yếu tương đối của cổ phiếu này khi nó so sánh với sóng của Winkoker về điểm F thấp hơn điểm D. Nên bây giờ chúng ta có thể vẽ gain xu hướng giảm xuất hiện trên biểu đồ. Xu hướng của cổ phiếu này đang giảm và Winkoker di chuyển trở lại hoàn toàn hoàn hợp với điểm H, sóng của Winkoker mạnh hơn một chút. Tuy nhiên vì cổ phiếu này vẫn đang trong xu hướng giảm và Winkoker hiện đang xếp ở các đỉnh thấp hơn và xu hướng đáy đã được thiết lập và cổ phiếu này dự kiến sẽ tiếp tục phản ứng với nó. Sau đó cổ phiếu này phản ứng cách hết sức xuống điểm K và chuyển sang vị trí bán so với kênh xu hướng giảm của nó. Trong khi của Winkoker cũng phản ứng. Hãy so sánh điểm F và điểm K trên cả cổ phiếu CAT và Winkoker vẫn yếu hơn đáng kể. Vào tháng 6 năm 2012, tại điểm K, cổ phiếu đã đạt 82,73 đô la. Nó tiếp tục phản ứng xuống 79,64 đô la vào tháng 8 năm 2012. Điều này hoàn thành phản ứng là 36.5 điểm thưởng cho những người bán khống tại một số có một số lợi nhuận. Các bạn có thể để ý trên màn hình là biểu đồ biên Winkoker là những cái đường đường
màu đỏ, còn biểu đồ của cổ phiếu là những thanh ba xanh đỏ để so sánh giữa sức mạnh của Winkoker và biểu đồ. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.